Bạn hôm nay mình có dịp gặp bạn Ho ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn Ho thì trước đây cũng có từng tập luyện phát triển chiều cao với mình và cũng có tương đối gọi là có kết quả ha. Thì hôm nay mình có duyên mình mời bạn Ho tới đây phỏng vấn để chia sẻ một số kinh nghiệm hay là cái hành trình và kết quả của bạn Ho ha. Thì đầu tiên em giới thiệu chút bản thân là em tên Ho và sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2004. Và ở đâu? Em ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Thì em có chia sẻ với anh là lúc chưa tập gì là em 1m57 đúng không? Dạ đúng rồi, em khoảng 1m57 đến 1m58 tầm đó. Và hiện tại là 1m63. Dạ đúng rồi. Là tầm là em để có một hành trình tập luyện cao từ 5 đến 6cm ha. Dạ, đúng rồi. Thì em có thể chia sẻ là 5-6cm đó thì em mất bao lâu? Dạ em mất cũng khoảng... em không nhớ rõ, tại vì lâu quá em cũng không tập á, cho nên là lúc em tập thì hình như khoảng gần một năm. Đó là quá khứ ha, nhưng mà hiện tại em cũng, như anh có thấy là em cũng bảo tập rất là lâu rồi. À, đúng rồi. Là tầm, nói chung là cũng lâu, chắc cũng hơn năm ấy nhỉ. À, đúng rồi, hơn năm rồi. Và hiện tại thì bạn Ho cũng có ý định là muốn tập lại đúng không? Dạ à, đúng. Muốn có một, ngay đây cũng có muốn có một chút gì đó gọi là cảm hứng để mình tập lại. Và nhân tiện cũng chia sẻ kết quả mà trước đây bạn Ho đã từng đạt được ha. Hiện tại là 1m63 thì em có hài lòng với chiều cao này chưa? Em chưa hài lòng lắm ạ. Hiện tại là em không biết là mục tiêu tương lai của em là 1 mét bao nhiêu? Tầm 1m67 đến 68 thôi, tầm 5 đến 6 cm nữa là được. Đúng rồi ha. Rồi thì không biết là sau cái quá trình tập luyện như vậy, với kinh nghiệm như vậy thì em có lời khuyên gì đúc kết cho mấy bạn không? Thì gửi đến mấy bạn ở trong cộng đồng phát triển của anh Nguyên thì đạt được cái mong là mấy bạn đạt được cái chiều cao mấy bạn mong muốn và cũng như là mấy bạn đừng có nản khi mà mình tăng chiều cao không thành công, bởi vì trong cái quá trình mà mấy bạn luyện tập á, thì nó cũng sẽ phát triển được cái thể chất cho mấy bạn rồi. Em có thể chia sẻ thêm là trong khoảng hơn một năm này thì em bỏ tập và trong lúc đó thì chiều cao em có tăng lên hay là nó bị chững luôn? Hình như là bị chững luôn, tại vì em sinh hoạt nói chung là cũng không có điều độ, không đúng giờ giấc. Nói chung là mình không tập thể dục thì cơ thể mình cũng không có lý do gì mà được kích thích cũng cao tiếp ha. Dạ đúng rồi. Thì không biết là nguyên nhân tại sao em lại bỏ tập ta, công việc hay là gì đâu? Do là cũng một phần là do nó không có tăng nhiều nữa, và cái thứ hai là em đi học nhiều hơn, đi làm cũng nhiều hơn, nó cũng khiến cho mình một phần bị mất động lực đúng không? Rồi, em muốn chúc các bạn trong nhóm chưa? Chúc rồi đúng không? Rồi, nói chung là chia sẻ ngắn vậy thôi, em có muốn chia sẻ gì nữa không? Không ạ. Rồi nói chung một video rất là hay ha, cảm ơn bạn Ho rất là nhiều. Cảm ơn bạn đã xem video, thấy hay thì bấm like và chia sẻ cho tụi mình nhé. Rồi, tạm biệt bạn.